khi thức ăn bị thối rữa, nghĩa là hiện tượng hóa học đã xảy ra, bởi vì chất đã bị biến đổi. Có thể nhận ra sự biến đổi này dựa vào sự thay đổi về màu sắc, cấu trúc bên ngoài và sự xuất hiện của một số chất có mùi. Còn khi trộn sữa và sô-cô-la với nhau thì chất không hề thay đổi. Sự biến đổi trên là hiện tượng vật lý. Đốt pháo hoa là một hiện tượng hóa học, bởi vì các chất có trong pháo hoa đã cháy với oxy trong không khí, sinh ra một lượng lớn khói bụi, khí thải và phát sáng. Đó cũng chính là những dấu hiệu để khẳng định đây là hiện tượng hóa học. Khi quan sát một cây nến cháy, chúng ta sẽ thấy nó tỏa nhiệt và phát sáng. Điều này cho biết đây là hiện tượng hóa học. Hòa tan đường vào nước, kích thước của những viên đường sẽ nhỏ dần bởi vì quá trình hòa tan đang diễn ra. Ở đây đã có sự thay đổi về kích thước của chất, nhưng chất không hề bị biến đổi. Bằng chứng là khi nếm thử vị của hỗn hợp đường và nước sau khi hòa tan, vị ngọt của đường ban đầu vẫn không hề thay đổi. Chất không có sự biến đổi thành chất khác, mà chỉ thay đổi về kích thước. Viên đường bị phân chia nhỏ dần vì được bao bọc bởi các phần tử nước từ quá trình hòa tan. Khi đốt giấy hoặc thắp sáng một que diêm đều xảy ra hiện tượng hóa học. Giấy và chất ở đầu que diêm đã được khơi mào để cháy với oxy trong không khí, sinh ra nhiệt và phát sáng. Hai quá trình trên đều tạo ra một số khí thải vào trong không khí. Những ngọn lửa màu xanh các em quan sát được chính là lưu huỳnh bị đốt cháy ở núi lửa Kawah Ijen, một phần của hệ thống núi lửa Ijen, Đông Java, Indonesia. Hiện tượng này thuộc loại hiện tượng gì? Biết, lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc. Như vậy, đã có chất mới được tạo thành. Nên đây là hiện tượng hóa học. Còn hiện tượng thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu thì sao? Ở quá trình này, thủy tinh chỉ biến đổi về hình dạng, không tạo ra chất mới, nên đây là hiện tượng vật lý. Trong lò nung đá vôi, calcium carbonate chuyển dần thành calcium oxide, vôi sống và khí carbon dioxide thoát ra ngoài. Quá trình này có tạo ra chất mới, nên đây là hiện tượng hóa học. Cồn để trong lọ không kính bị bay hơi, đã xảy ra sự biến đổi chất về trạng thái từ thể lỏng chuyển thành thể hơi, không tạo ra chất mới, nên đây là hiện tượng vật lý. Đó là những trường hợp trong bài tập 2 sách giáo khoa. Khi đốt nến xảy ra các giai đoạn, nến chảy lỏng thấm vào bếp, sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước. Ở giai đoạn nến chảy lỏng thấm vào bếp, sau đó nến lỏng chuyển thành hơi, chỉ có sự biến đổi về trạng thái, không tạo ra chất mới, nên đây là hiện tượng vật lý. Còn hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước, có tạo ra chất mới, nên đây là hiện tượng hóa học. Đó cũng chính là gợi ý để các em thực hiện bài tập 3 sách giáo khoa. Các em hãy nhìn cho cô vào hình và các em cho cô biết các hiện tượng trên đây nó là hiện tượng vật lý hay là hiện tượng hóa học nào? Rồi các bạn làm đi, sau đó dò đáp án với cô nha. Thứ nhất, đốt than tổ ong, đốt cháy lên thì cái than này sau khi cháy xong nó thành cái gì? Nó thành cái đống tro tàn. Như vậy đây là hiện tượng gì? Hiện tượng hóa học có sự biến đổi ha. Bổ củi, củi đang to, bổ nhỏ ra, vẫn là củi, thì đây là vật lý. Rồi đốt củi, củi đốt cháy lên thành gì? Thành cái than đen.
Thì như vậy là đã có sự biến đổi từ gỗ thành than, đây là hóa học. Rồi bánh mì để một thời gian sau nó bị mốc, rồi cái bánh mì nó ăn được nữa không? À, không ăn được nữa nha. Như vậy đây là hóa học. Rồi quá trình quang hợp của cây xanh lấy nước cộng với khí carbonic tạo ra cái tinh bột nằm trong lá. Hóa học hay là vật lý? Hóa học. Rồi cái xích xe đang mới để một thời gian nó bị hoen rỉ đi, đang màu trắng sáng giờ nó màu xỉn màu như vậy là gì? À là hóa học ha. Rồi thái nhỏ cái khổ qua ra, đây là vật lý. Rồi chuối từ màu xanh chuyển thành màu vàng chín thì là gì? Hóa học. Rồi cái tấm vải cắt nhỏ ra thì đây là vật lý. Được chưa? Bạn nào làm đúng thì chúng ta hãy vỗ tay khen mình nào. Xạo quá con nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm bài tập trong sách giáo khoa nha. Bài tập tại sao viên thuốc này cho vào nước lại sủi bọt, các em có biết không? Vì trong viên thuốc có một ít bột sodium bicarbonate và bột axit hữu cơ như citric acid. Khi viên sủi gặp nước tạo ra dung dịch axit. Dung dịch axit này tác dụng với sodium bicarbonate sinh ra khí carbon dioxide. Khí này thoát ra khỏi cốc nước dưới dạng bọt khí. Trong quá trình trên, giai đoạn nào xảy ra hiện tượng hóa học, giai đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lý? Các em chú ý, khi bột axit hữu cơ tan trong nước tạo thành dung dịch axit, đây là hiện tượng vật lý vì không có chất mới được tạo thành. Còn khi dung dịch axit tác dụng với sodium bicarbonate sinh ra khí carbon dioxide thì là hiện tượng hóa học bởi vì đã sinh ra chất mới. Đốt cháy than đá hoặc dầu mỏ sinh ra nhiều chất khí độc hại như sulfur dioxide, nitrogen dioxide. Các khí này hòa vào hơi nước trong không khí tạo thành các acid như sulfuric acid, nitric acid. Khi trời mưa, các hạt acid này tan lẫn vào trong nước mưa và rơi xuống tạo thành mưa acid. Trong quá trình trên giai đoạn, các khí hòa vào hơi nước trong không khí tạo thành các axit là hiện tượng hóa học vì đã tạo thành chất mới. Còn giai đoạn các hạt axit tan vào trong hơi nước mưa và rơi xuống là hiện tượng vật lý vì không tạo thành chất mới. Trong các hang động núi đá vôi có nhiều thạch nhũ hình dáng khác nhau, trông lạ mắt và đẹp. Giải thích hiện tượng này là do thành phần chính của núi đá vôi là calcium carbonate. Khi gặp nước mưa và khí carbon dioxide trong không khí, calcium carbonate chuyển hóa thành calcium bicarbonate tan trong nước, chảy qua khe đá vào trong hang động. Dần dần, calcium bicarbonate lại chuyển hóa thành calcium carbonate rắn không tan. Quá trình này xảy ra liên tục, lâu dài, tạo nên thạch nhũ với những hình thù khác nhau. Trong đó, hiện tượng hóa học xảy ra ở hai giai đoạn. Thứ nhất là CaCO3 gặp nước mưa và khí CO2 trong không khí chuyển hóa thành CaHCO3 2 lần. Và
CaHCO3 2 lần lại chuyển hóa thành CaCO3 rắn. Còn hiện tượng vật lý là giai đoạn CaHCO3 2 lần tan trong nước chảy qua khe đá vào trong hang động. Tương tự như vậy, các em tiếp tục tìm hiểu xem hiệu ứng nhà kính, quá trình quang hợp của cây xanh, quá trình lên men giấm, quá trình gạo nấu thành cơm, hay che tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi có dòng điện chạy qua. Đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học? Các em hãy giúp cô phân biệt hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học cho các hiện tượng đầu bài học. Suy nghĩ xong chưa nào các em, chúng ta cùng kiểm tra kết quả nhé. Hình 1 là hiện tượng vật lý, vì lúc này nước trên quần áo đã chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi dưới cái nóng của ánh sáng mặt trời, vì thế quần áo khô nhanh hơn. Hình 2 vẫn là hiện tượng vật lý, vì vào buổi sáng, trời còn lạnh, hơi nước trong không khí bị ngưng tụ tạo thành sương, tức nước ở trạng thái lỏng, động lại trên lá. Hình 3, bánh mì, lúc này đã bị mốc, không còn ăn được nữa, nghĩa là bánh mì đã bị biến thành chất khác, nên đây là hiện tượng hóa học. Hình 4, xích xe bị dì xét là hiện tượng hóa học, vì lúc này đã có sự tạo ra chất mới, không còn là chất ban đầu. Đánh dấu X vào hiện tượng vật lý hoặc hiện tượng hóa học, giải thích. Trước tiên chúng ta cùng nhớ lại, dấu hiệu để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là có chất mới sinh ra. Câu A. Ở đây chúng ta thấy có sự sinh ra chất mới là carbon dioxide, nên đây là hiện tượng hóa học. Câu B. Viên phấn chỉ bị thay đổi về mặt hình dạng, kích thước, nên đây là hiện tượng vật lý. Câu C. Thủy tinh chỉ bị uốn cong, chứ bản chất vẫn không đổi, nên đây cũng là hiện tượng vật lý. Câu D. Ta thấy có chất mới sinh ra là vôi sống, calcium oxide, và khí carbon dioxide, nên đây chắc chắn là hiện tượng hóa học rồi. Còn câu E thì sao nhỉ? Các em có còn nhớ cây xanh khi quang hợp sẽ hấp thụ và thải khí nào ra môi trường không? Trong quá trình quang hợp của cây xanh, nhờ có chất diệp lục, cây xanh sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời, nó sẽ hút nước và khí carbonic. Quá trình này sẽ hình thành nên đường glucose và đồng thời thải ra khí oxygen. Như vậy, câu E sẽ là hiện tượng hóa học, các em nhé. Tóm lại, sự biến đổi chất không tạo ra chất mới, chất chỉ biến đổi về hình dáng, trạng thái thì được gọi là hiện tượng vật lý. Còn sự biến đổi chất có tạo ra chất mới được gọi là hiện tượng hóa học. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học chính là sự tạo thành chất mới. Đây cũng là câu trả lời của bài tập 1 sách giáo khoa